Rau dền đỏ bà con ơi, bà con biết hết rau dền đỏ đúng không? Nhưng mà rau dền đỏ thì có những người không ăn được, mặc dù nó tốt, thật tốt, vì nó rau này tốt lắm. Nhưng mà có người không ăn được, đó là những người không ăn được là bà bầu. À, người có tính hàn, người bị phong thấp, bệnh gút là không ăn được. À, và người sỏi thận, người tiêu chảy là không ăn được. Bà con à, đó, người không ăn được. Người không ăn được rau dền đỏ đó là người không ăn được, đó là bà bầu, người có tính hàn, người bị phong thấp, bệnh gút 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 gút, cái mà gút gút, người bị sỏi thận, bị tiêu chảy là không ăn được rau dền đỏ. Ta ăn rau dền đỏ tốt cho sức khỏe là nó làm mát cái ăn nè. Ồ, tốt quá. Là thanh nhiệt nè, tốt cho xương, khớp, giảm viêm, tốt cho bệnh tiểu đường, ngăn ngừa các bệnh về răng, miệng, ngăn ngừa về bệnh tim, mạch, cải thiện về tiêu hóa, ngăn ngừa về ung thư. Đó, bà con thấy tốt không? Quá tốt đúng không? Ngăn ngừa về ung thư, giảm đau đớn, loét miệng, viêm họng. Đó là quá tốt bà con ha. Cho nên ta thấy được tốt rồi, thì chúng ta nên ăn mỗi ngày không quá 100 gram, ăn 6 ngày nghỉ 1 ngày. Ăn không quá, mỗi ngày ăn không quá 100 gram, ăn 6 ngày, nghỉ ăn 1 ngày, rồi ta tiếp tục ăn tiếp nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, sao chị, xin chào. Woo!